Đây là quán quán lòng nè. Đây ở bên này quán bán lòng đàng hoàng nha. Lòng gan là luôn. Đó. Gà cho gà cho. No channel. Việt Nam. Việt Nam luôn. Trời ơi. Còn ráng nói tiếng Trung Quốc nữa nhá. Thiệt tình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn qua coi đảo Nami trong phim Bản Tình Càng Mùa Đông các bạn. Bạn theo chân mình các bạn, hiện tại là lượng du khách du lịch khá là đông các bạn. Đây là cái hòn đảo chỗ mà bây giờ bây giờ nè. Bạn mua vé, bạn mua vé qua bên này là hết 26.000 hai người các bạn. 26.000 hai người đi trên cái tàu này. Này ở trên cái đảo các bạn, là ở trong Seoul là bạn phải đi bằng tàu rồi điện ngầm từ trung tâm Seoul đi ra ngoài đây là hết khoảng tầm 5-60 cây số các bạn. Rồi đi qua đảo đó mình sẽ review cho bạn coi. Giờ nói bạn có biết cái quy trình là để đi qua cái đảo Nami bên Hàn Quốc là như thế nào thôi. Mình cũng chưa coi cái phim đó là cái gì nữa. À. Các bạn thấy cái lượng khách nó đông, các bạn không biết cái đảo này cái gì mà nó làm mấy cái tin tốt không ta? Cái một cái bộ phim nó không mà nó làm cái chỗ này nó đông rồi chứ. Đây welcome to Nami. Nói chung là người Việt mình khá là cuồng ca bóp, cuồng với phim nên nó là sẵn luôn tiếng Việt luôn. Bạn nhìn đây chứ người Việt không á. Người Việt mình rất là cuồng Hàn Quốc các bạn, thấy không? Cái người Việt Nam không các bạn thấy không? Trong này là người Việt rất là nhiều. Qua review cho bạn coi. À, đường nổi tiếng trong phim nữa bạn. Bạn nào coi phim mà bạn biết chứ, mình không coi phim mà mình không coi phim Hàn Quốc. Đó. Thẳng quá. Nói chung là mình giới thiệu cho các bạn kia xem để tại vì nhiều bạn sẽ đi du lịch Hàn Quốc. Và cái tour du lịch đó nó sẽ cho các bạn lên trên đảo này coi thứ cái gì trên đó. Thì mình giới thiệu cho bạn coi là cái nó được VR qua bộ phim thì nó có trên này thôi. Mình cũng đâu có phim nó đâu mà mình biết. Đi kìm tìm thuê xe. Thuê xe rồi mình chạy vòng vòng đây cho bạn coi. Xe đạp á. Nói cái này là cái nam em rành đó các bạn, mình không biết đâu. Bạn thấy khả năng VR của thằng Hàn Quốc với thằng Dubai nó khác nhau không bạn? Một cái con đường thôi, đông đen đông đỏ qua một bộ phim thôi. Những cái món ăn là húp rộp kiểu như là nó ngon, xì xò nó VR ghê chưa bạn? Nói chung là thằng Dubai nó học theo thằng Hàn Quốc. Hàn Quốc là ông cố tổ của ngành VR luôn các bạn. Từ phim ảnh cho tới âm nhạc cho tới rồi cái gì kéo hết cơ thể từ hệ lụy là du lịch phát triển cực kỳ các bạn. Từ cái đảo hoang bây giờ thấy không, kiếm tiền giờ nhiều các bạn. Cái gì nữa?
Nói chung bạn thấy có một điều là khác biệt của Hàn Quốc với Việt Nam mình là gì bạn? Tụi Hàn Quốc á là cái diễn viên ca sĩ gì á mà nó diễn á thì người dân họ đón nhận rất là nhiệt tình, rồi họ sử dụng mỹ phẩm này nọ, họ quay ở đâu này nọ. Thì người Hàn Quốc bản thân bản địa họ rất là ủng hộ sản phẩm đó. Còn Việt Nam mình là ca sĩ, diễn viên, phim ảnh gì ra là anti hết rồi, là dẹp hết rồi. Các bạn mình không phát triển nổi du lịch được. Ăn cái món gì đó ra là cũng kêu là gì không chính gốc, không thuần chủng gì đó. Các bạn cha nó đi, ví dụ ăn tô phở kêu gì không phải chính gốc, phở Bắc, phở Nam, phở đồ. Rồi cứ tô phở để quảng cáo quốc tế nó ăn cỡ nào cũng được. Nó giống như nó làm cái món mà tteokbokki với bánh kẹo các bạn. Nó hấp từ chỗ Busan tới thằng Jeju hay là tới thằng Seoul, thì mỗi đứa làm mỗi kiểu các bạn. Thì cái bà nói là cái món nó cũng đơn giản, bỏ tương ớt vô bò quật lên. Việt Nam mình thì làm chế biến cầu kỳ, thì mỗi vùng mỗi miền nấu một cái tô phở mình đã thấy cầu kỳ rồi, ra mỗi vị khác nhau. Đó là cái hay của Việt Nam mình á, kệ cha nó bạn phải biết gọi là kế thừa phát huy này nọ, phù hợp với khẩu vị người ăn, người ta ăn thấy ngon là được. Làm gì mới phát triển kinh tế đồ này nọ, bạn thấy du lịch không, lo nó bộ phim xàm gì đó mà thu hút khách nguyên cái làng chài nghèo bây giờ là thành trung tâm du lịch rồi. Để anh coi trên này có gì ăn các bạn, chứ thật sự là đi vòng trên đảo này mình thấy nó cũng bình thường các bạn. Cũng cây đồ này nọ như Đà Lạt mình thì nó mát. Còn cái đảo này nó không có mát đâu bạn, cái đảo này đi nhiệt độ giờ phải tầm ba mấy độ, nóng. Nóng là người ta mới rải mấy cái xương, phun xương các bạn. Còn cái này là bạn đi mà mùa đông mùa đồ thì chắc là đẹp, mùa đông rồi mùa thu mà phải mát mát à. Cuối thu đầu đông á. Đó. Nhìn nó mới lãng mạn, chứ giờ lên còn khách với khách không có lãng mạn gì đâu bạn. Đây. Một mình 30 phút là 4.000 là 80, 1 giờ là 8.000. Trời ơi đẹp chi dữ rồi trời. Đây đẹp 2 người nè, thì 30 phút 8.000 luôn. Là xe đôi, xe đơn. Còn xe này có cái dù thì 15.000. Đó, làm dịch vụ luôn các bạn. Thấy không? Chỉ có thuê xe đạp không mà nó đông như vậy là bạn thấy Hàn Quốc nó làm dịch vụ ghê không? Thấy không các bạn? Trời ơi, thấy làm dịch vụ chưa? Nè, con xếp hàng kìa. Chỉ là lên cái đảo này đạp vậy thôi đó. Bánh đặc sản trong đảo này mì. Đây đây còn và cái lò rất là to mà quý bạn, mình lên đây mà chú ý mình kiếm đồ ăn nha các bạn, phong cảnh nhìn cũng ớn. Đó đi bắt đèn thầu ngày đây. Không biết nó là cái gì hết, nhưng mà nhìn là khá là thơm. Nóng quá, cho nóng quá. Và chúng ta sẽ ăn thử. Đây rồi. Bánh đậu đỏ, bánh đậu đỏ. Đây các bạn. Cũng ngon á, mình thích ăn còn ngọt. Thôi lúc này ăn cái. Bởi vì cái mình ăn mà hết tiền rồi, thôi lúc ăn cái. Cái gà đem mê nữa nè. Bánh đậu đỏ trên đảo Nami. Giờ kiếm gì khác ăn tiếp nè. Đây trên đảo bên đây là mì bán nè các bạn.
Có một set giá 44.000 nè. Set này 34.000. Set này cũng 34.000 luôn. Nếu mà bạn ăn lẻ là 10.000, 12.000 mì lạnh, mì đồ nè. Lần một, lần một. Ủa bỏ bên này. Đây là một set này là chỉ có 3 mấy ngàn, quên 35.000 với 700.000 à. Đây là thông thịt bò luôn nè. Đây là một canh. Cái đồ này ăn kèm trên đảo Nami. Ủa. Cơm này là cơm đậu xanh nha. À. Đậu miếng rồi. Giờ mình ở Hàn Quốc mình ăn chuyên nghiệp các bạn. Bình thường là mình ăn vô nữa. Gắp đũa này không được. Bây giờ mình gắp cũng được rồi. Ăn này lâu này nọ rồi nè. Thử này coi. Này bạn trộn lên. Rồi, ôi một khẩu thịt bò bự luôn á. Bạn thấy nhìn thấy thịt bò kinh khủng rồi. Thật sự là sao nó rẻ vậy trời. Cái khẩu này là 20cm đó bạn. Nó như một cái bánh pizza á. Không ngờ cái món này nó rẻ, các bạn lên lên đảo này nhớ ăn cái món này nha các bạn. Mình thấy nó rẻ rồi đó, để ăn thử ngon không? Nó ngọt ngọt. Được không? Trời, nó hiểu sao người Hàn Quốc họ thích ăn thịt bò ngọt các bạn. Ở Việt Nam mình nói thịt bò là họ chỉ đem muối hay xì dầu thôi là được rồi, thêm phía nước mắm nó nhạy mùi thơm. Bài gọi như bà tái á. Ngon quá. Nó tăng lắm. Này canh này canh gọi là canh đậu tương. Canh đậu tương chứ không là canh tương đen các bạn. Mình không biết canh đậu tương là canh gì á. Nào, biết không? Cái men kêu canh kim chi nhưng mà nó không có. Ai ngờ ra mình thấy y chang canh kim chi với khác bà gì đâu. Chẳng phải là canh kim chi vậy thôi. Đây là đậu hũ à. Đậu này giống đậu hũ giống này nè. Thấy không? Đậu này trong hơn xíu. Nè. Đậu gì đây? Không biết đậu gì đó. Muối chua, cải chua lung tung á. Coi mình ăn thử đúng bài nè. Đây nè. Đây có một cái lá với cái lá mà lá mùng tơi bên Việt Nam mình nè. Thử coi. Nó dài với thịt bò nè. Bỏ miếng kim chi vô coi. Đó. Đậm với miếng tương ớt. Lá lạ hả? Ăn cũng miếng mùng tơi á. Bữa nào cũng có bình nước miễn phí. Thật sự là bạn thấy á, Hàn Quốc nó làm mà du lịch rất là tốt. Đó, đặc biệt là qua các bộ phim ảnh các bạn thấy không? Bộ phim này không mà khách lượng khách lên đây tăng mà đột biến luôn. Họ xây tượng luôn. Họ xây tượng hai người yêu nhau hay gì á trên cái phim á trên này luôn. Họ lên tới tham quan. Bạn biết cái phim Hậu Vệ Mặt Trời á, hai đứa yêu nhau cưới nhau cái gì á, không hơi kia ô không năm tư á. Ở đây tượng trên công viên mới để thu hút khách du lịch đó, cho mà đứa chia tay bạn. Bạn thấy không,
Hàn Quốc nó tranh thủ từng gọi là từng bộ phim, từng ca sĩ âm nhạc để PA. Món ăn này cũng hút rồi, hút giống như là món ăn nó viên nang gì nó ngon lắm vậy nè, hút nhỉ. Không sợ, phù kiểu ngon như bạn. Ngon nó diễn công nhận á. Đó, nhờ vậy mà du lịch nó thu hút. May mày có thấy cái hai cặp gì song song nó đi vậy rồi. Nếu không đi vậy là nhiều khi có thêm cái công viên đi nữa rồi. Thật sự là tại vì Hàn Quốc nó không có lịch sử. Nên nó đẩy mạnh rất là nhiều về bên du lịch mà về phim ảnh giải trí mà. Ẩm thực nữa. Tại vì Hàn Quốc với lại Triều Tiên là một mà các bạn. Ngày xưa á, sau này nó mới tách ra. Nên bao nhiêu lịch sử là nó dồn quay bên Triều Tiên hết rồi. Hàn Quốc không còn lịch sử gì nữa. Đại Quốc mới thành lập mà, đất nước thành lập mới được 50 năm chứ nhiêu. 50 năm mà cùng mà. 50 năm, 60 năm á. Nói chung là Hàn Quốc, Dubai, Singapore này nọ làm du lịch là như nhau các bạn. Là thông qua PA, về đồ về các dịch vụ văn hóa, giải trí này nọ. Còn về lịch sử đó thì các nước như là Trung Quốc của bạn thấy không? Ấn Độ. Những nước này lâu lâu đời á. Nga, Mỹ. Sao không bạn? No quá, còn ngọt khó ăn quá. Ngọt rồi, cải thì nó bánh đắng. Đây là tính tiền, ở đây tính tiền ai không tính tiền bạn này nè. Cầm ra ngoài. Ngoài No channel. Việt Nam luôn. Trời ơi. Còn ráng nói tiếng Trung Quốc nữa. Thiệt tình luôn á. Ở về lâu chưa? Nói tiếng Hàn Quốc luôn, Trung Quốc nói chuyện được hết vậy. Đi Hàn hả? Qua 7 năm đi được. Quá sợ. Tôi đang đi trên đất trên Việt Nam thu nhỏ nha. Thật sự là tôi đi ăn đâu cũng là từ Việt Nam. Tôi đi từ Busan cho tới Jeju cho tới Seoul rồi tôi ra tới đảo Nam Mi, tôi lên trên đảo tôi ho tôi sống mà tôi vẫn gặp người Việt. Thật sự là người Việt mình là đi khắp thế giới rồi các bạn. Mình nói bạn có sai không? Trên đây người Việt không mà mình đâu nói gì khi người ta biết á. Người ta hiểu á. Hoài quá. Đó, quá trời luôn nè, tới trên này đồ ăn, đồ uống, đồ du lịch, đồ. Nói chung là không có hoạt động vui chơi gì nhiều đâu. Ngắm cảnh. Coi cặp đôi ôm nhau rồi đạp xe đạp. Và mẹ biết cặp đôi ôm nhau nó nằm đâu luôn. À dữ hả? Có hàng cây rồi nhiều cái ta. Nghĩ sao bản người Việt Nam mà bả nói tiếng Trung với mình. Sợ thiệt luôn á. Bả tưởng mình người Hàn không phải Hàn cái nó kêu là Trung, không giờ kiểu người Việt Nam á. Sợ. Ở này vui cái là dẫn chó đi cũng vui bạn. Này mình dẫn thằng Bư cũng vui á. Cái toilet nha các bạn. Đi toilet là thấy cái cặp đôi yêu nhau. Cái cặp đôi yêu nhau ngay tại toilet. Đó, trên phim rồi này nọ vậy đó. Nó hồ nước, hồ đồ, lãng mạn rồi các bạn.
ô cái tông đây là bao nhiêu nhau rồi cũng bằng mình á cũng bằng mình cũng cay bằng mình rồi đó cơ bản là bạn coi gì đó nó coi cái nhà văn hóa gì bên này rồi đây là dạng nhà kiểu như là trên đảo Nam Mi ngày xưa người Hàn người ta sống các bạn đó vú rồi cho con bú rồi các bạn trời ơi vì gì mà vú gì mà bự mà dài như mướp vậy trời đó. Ở đây là ngồi nghe nghệ thuật nghe nhạc. Hát cái bài gì đó bạn? Bạn bên cây mùa đông mà hát cái bài Hậu Vệ Mặt Trời. Đây bạn. Đây là món lòng nè. Đây ở bên này quán bán lòng đàng hoàng nha. Lòng gan là luôn. Đó. Ghê chưa, ghê chưa. Đây cô chủ nè. Đó. Lòng gan luôn. Ha. Đó, ghê chưa. Rồi, rồi. Thank you. Đây của mình nè. À. Phần này là 4.000 các bạn. Yeah. Ôi lòng sorry. Chả hết tiền. Hả? 4.000. Này. Dạ, thank you. À. Đây các bạn, chúng ta sẽ ăn món lòng này là ở bên Seoul Hàn Quốc, khác gì ở bên Việt Nam mình giờ mình mới thấy các bạn. Tấn góp thôi là 80 nè, ăn buổi tối ở Seoul. Cái này gọi là gì ta? Hỏi. Ừ, cái tìm biết ra. Gan nè, mình mà thích ăn gan lắm. Đây là lòng heo luôn nha, lòng heo luôn á. Giò trường này, ở đây hát nha, đây là giò trường nè. Ok, để cái bên ăn các bạn. Cái này phải chấm với lại rồi làm mắm nêm, mắm tôm gì á, mắm gừng, mắm hấp bài cũng tốt. Rồi các bạn, hiện tại mình đang đứng ngoài sân bay Incheon Hàn Quốc, cái bị bay về Việt Nam rồi các bạn. Sorry, Hàn Quốc cũng đã tới hồi kết thúc rồi các bạn. Nói chung là đi về Việt Nam thôi, chuẩn bị series mới. Nói chung là tiếp theo bạn muốn mình review ở nước nào thì comment cho mình biết. Mình sẽ sắp xếp review cho bạn xem. Tại mặt mình đen lắm rồi các bạn, từ Dubai tới Hàn Quốc này nọ rồi nhừ lắm rồi, mệt lắm rồi các bạn, râu ri tóc tai bù xù về Việt Nam dưỡng sức. Thì tổng kết là đi du lịch Hàn Quốc thì Hàn Quốc nó giống như cái Việt Nam thu nhỏ vậy. Bạn đi 10 mét vuông là gặp một người Việt Nam, đi 10 mét vuông gặp một người Việt Nam. Đó, thì bạn không cần phải lo tiếng Anh, tiếng Hàn gì đâu, qua đây gặp người Việt hết. Ăn uống gì từ Seoul cho tới Jeju, Busan gì cũng toàn là gặp người Việt Nam thôi mọi người. Từ nhà hàng cho tới street food. Thì nói chung là series thành công tốt đẹp, không có gì gọi là khó khăn như đi Ai Cập vậy các bạn. Cái gì còn được miễn visa cho hồ cái gì visa 5 năm cho Hồ Chí Minh với Hà Nội nữa, các bạn cứ tha hồ mà làm qua đây chơi. Mình thấy Việt Nam qua đây họ sân bay họ mua gì á, mua đồ đóng thùng về nhiều các bạn, mua mỹ phẩm hàng hóa gì về Việt Nam bán nhiều lắm. Thôi kết thúc thôi các bạn à, về đi về về Việt Nam nghỉ dưỡng. Bạn nào muốn đi du lịch nước nào nữa thì comment mình sẽ review cho bạn xem. Giờ cho tôi nghĩ cái thực sự là tôi mệt quá rồi, mặt mỏi tôi ốm đói lắm rồi.